Và đứng trước bóng đã là cầu thủ mang áo số 17, Phan Hữu Khiên. Không được. Phan Hữu Khiên mang áo số 17 và Phan Viết Qua mang áo số 18. Không được. Bóng vào trong tập thể xóa cầu thủ hậu phái. Làm gì đây? Dứt điểm. Không được. Một cú dứt điểm rất căng. Đã có pha kê chân, tuy nhiên trọng tài đã không thổi phạt. Rất tốt. Không. Chung về bên phía trước điểm bên này làm gì đây? Tỷ số đã hòa cho cầu thủ Hồng Thái. Một sai lầm của Phạm Viết Quang. Và cầu thủ Chung như Chung về. Đây kinh nghiệm của Trương Định đã khiến đội nhà phải nhận bàn thua. Tỷ số trận đấu được mở ở phút thứ 21 của hiệp 1 trận đấu bán kết C2 giữa Phạm Hồng Thái và Trương Định. Người với ghi bàn là cầu thủ mang áo số 8 bên phía Phạm Hồng Thái, Tạ Anh Tuấn. Một pha dứt điểm rất quyết đoán. Rất hy vọng là bàn thắng này sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Không có sự thay đổi người. Rất tốt. Cơ hội. Làm gì đây? Vâng, tỷ số đã đặt 2 sẽ đã được nhân đôi. Một pha xử lý khéo léo tiếp tục là của Tạ Anh Tuấn. Một pha bóng hữu ích của cầu thủ Trương Bích. Từ một pha phạm. Rất đẹp mắt. Tỷ số bất ngờ rút ngắn dành cho cầu thủ Trương Bích. Pha vượt qua. Người đã mất sai lầm trong bàn thua đầu tiên của các cầu thủ Trương Bích đã tung ra một cú sút xa quyết đoán làm cháy lưới của đội hàng. Pha chạm bóng của pha dứt điểm đầu tiên của cầu thủ vừa vào sân. Cầu thủ số 3 bên phía Trương Định là Đỗ Tiến Hưng. Rất bất ngờ. Khi tôi vừa nhận được tên Đỗ Tiến Hưng, Đỗ Tiến Hưng thì ngay lập tức anh đã ghi bàn, cân bằng tỷ số cho cầu thủ Trương Định. Xin lỗi quý vị và các bạn, do lỗi trang phục nên cầu thủ vừa ghi bàn mặc dù mang áo số 3 nhưng tay thật của anh là tuyến hai. Lần này thì nhờ chiến thắng là thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trong lối chơi tấn công của các cầu thủ Trương Định. Ngay sau khi mất bóng thì các cầu thủ giá cả đã lùi về rất sâu. Tuyến hai vào rồi. Mặc dù đã lùi về rất nhanh, có tới 5 cầu thủ ra cam lùi về phòng ngự, tuy nhiên các cầu thủ Phạm Hồng Thái vẫn có được bàn thắng cho pha phạt công của mình. Người đã dứt điểm là cầu thủ mang áo số 11, muốn Khánh Toàn. Không được. Có những pha xử lý. Pha xử lý tốt của Nguyễn Huy Hoàng. Không được. Chậm rồi. Không được. Vô cùng đáng tiếc. Một tình huống. Would you do that for me? Yeah, I'd fly this whole world twice if I could be a paradise.